Theo thì cái này tùy cách nhìn nhận của mỗi người thôi. Là em bây giờ em đã một vị trí mới thì em nghĩ mọi người đều kỳ vọng là em sẽ như ngày xưa hay gì, nhưng mà em nghĩ thời điểm hiện tại em đang làm tốt nhất công việc mình có thể, và em nghĩ có thể mình sẽ tốt hơn nữa, nhưng mà em không muốn so sánh mình so với hồi xưa nữa, chỉ vậy. Em nghĩ bóng đá còn chưa cạnh tranh rồi, khi mình chơi thì mình chấp nhận được rồi, nhưng mà dần dần sau từng trận thì em nghĩ mình dần quen hơn và mình không có bất kỳ e ngại gì. Em nghĩ phong độ của em thì sau mỗi trận thì em có nhìn nhận mình dần dần tốt cho đội bóng, mình dần dần đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Còn cái tin đồn cái tin kia thì em cũng chưa nghe gì cả, và em nghĩ ở Việt Nam cũng có rất nhiều các anh ở giữa đang chơi rất hay, thì trước mắt em chỉ tập trung cho đội bóng, làm tốt nhất cho đội bóng thôi. Còn những thứ khác thì không có gì. Hiện tại mục tiêu của em chỉ nghĩ Hoàng Anh thôi, còn nếu mà được khoác áo đội tuyển thì bất cứ ai cầu thủ nào đều đấy là điều vinh dự. Và em không tự tin mình có khả năng, tại vì em chưa làm việc với thầy Park bao giờ, em không biết lối chơi của em có hợp với thầy Park không. Thì nếu mà được thì em cũng cố gắng tập hết sức mình có thể để đóng góp một phần trong đội tuyển. Đây là quan điểm cá nhân thôi, còn em nghĩ có rất nhiều cầu thủ hay, và quan trọng họ có hợp lối chơi của thầy hay không. Tại Việt Nam có rất nhiều cầu thủ hay, như ở giữa hiện tại thì cũng có rất nhiều anh như Khắc Lọc, Quan Thuận của Hồ Chí Minh, thì em thấy chơi rất là ổn. Còn hợp lối chơi không thì phải xem. Mọi người đã làm việc cùng thầy Thầy Bắc có thời gian và đã định hình được rồi, thì tất cả mọi người đều biết họ chơi tốt như thế nào, thì em không cần nhắc lại. Em thấy cầu thủ chấn thương mà bị quên thì em thấy cũng đều bình thường, tại vì bóng đá có thời có khác, thay đổi rất nhanh. Thì từ những tình cảm vậy thì em cũng chỉ biết kiểu cố gắng thể hiện được tốt nhất trên sân và đem lại cho khán giả những cảm xúc của mình cho Đài Loan. Thì ra em chỉ thẳng nói chuyện thôi, tại vì đàn ông cũng gặp nhau thì nói nhiều thôi, chứ không thì em cũng ít điện thoại rồi. Nhưng mà em nghĩ bất cứ cầu thủ nào Việt Nam ra nước ngoài thì sẽ gặp khó khăn thôi, tại vì mình sang một môi trường mới, rồi nền bóng đá cao hơn mình, và họ mới đổi huấn luyện viên nữa các thứ, thì thích ứng lối chơi rồi nói chung rất nhiều vấn đề. Thì cái việc phượng đá chính hay không, hay là ghi bàn hay không đối với em không quan trọng, mà em nghĩ phượng thực sự kiểu em biết phượng lúc nào cố gắng phấn đấu để giành vị trí đấy, thì em chỉ nghĩ là ok bây giờ phượng không đau hay gì mà tốt với em rồi. Và em dĩ nhiên mong kiểu Phượng sẽ vào sân, nhưng mà đối với em hiện tại Phượng đã làm tất cả những gì. Trong những tâm sự với em thì Phượng có chia sẻ những cái khó khăn của bạn ấy ở bên đấy? Thực ra cũng không nhiều, tại vì em cũng hiểu cái cảm giác ấy, và em biết Phượng cũng có nhiều kinh nghiệm rồi, và thường thường nếu thỉnh thoảng nói chuyện thì bọn em nói vừa vâng Phượng. Còn sân trường thì sao? Sân trường em chắc là phải tâm sự với nó đây nhiều hơn. Sân trường em càng ít. Em ít nói chuyện. Vì sao lại như thế? Hay hiểu nhau quá? Không, vì em không phải người gọi nói chuyện điện thoại mà. Một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội rồi. Và nếu một trận nào mà thiếu vắng toàn thì em nghĩ Hoàng Anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và để đội bạn có thể kèm được toàn thì cũng là cả một vấn đề. Em nghĩ toàn, em mong toàn sẽ cố gắng cải thiện những dứt điểm hơn nữa, và thấy toàn sẽ trở nên thực sự đáng sợ. Và sự trở lại của Văn Thanh nó quan trọng như thế nào với Hoài Gia Lai theo cách nhìn của đội trưởng của Văn Thanh? Dạ, mọi người đều đã biết trình độ của cậu ấy rồi, thì em chỉ nghĩ cậu ấy chỉ cần thời gian thôi, thời gian để có thể bắt nhịp dần với cái cường độ trận đấu, và
quay thanh trở lại thì em nghĩ nó thêm có một phương án nhiều hơn cho đội bóng và cũng chỉ như cho cả.